Xin chào những khán giả thân yêu của FPT Play. Thật là vui khi Hiếu Nghĩa được đồng hành với quý vị trong số phát sóng đầu tuần của bản tin bóng đá Việt. Thưa quý vị, tại vòng 14 V-League, dù phải hành quân đến sân của Đà Nẵng trong bối cảnh thiếu vắng huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm, nhưng câu lạc bộ Hải Phòng lại có thêm một màn trình diễn xuất sắc nữa và họ xứng đáng góp mặt trong 3 vị trí đầu của bảng xếp hạng. Hiệp một cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng diễn ra kém hấp dẫn khi không có nhiều tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra. Phải bước sang hiệp 2, trận đấu mới đáng xem với những pha gây sóng gió của cả hai. Phút 61, Joseph Mpande cứa lòng đẹp mắt về góc xa, mở tỷ số trận đấu cho đội khách Hải Phòng. Trong thời gian còn lại, Đà Nẵng tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên các chân sút của đội bóng sông Hàn chưa đủ sắc bén để xuyên phá màn lưới đối phương. Đội chủ nhà không thể ghi bàn mà còn phải nhận đòn hồi mã thương ở phút cuối cùng của trận đấu. Cầu thủ vào thay người Nguyễn Văn Minh đã có mặt đúng lúc và dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền về của Rimario. Thắng trận 2-0, Hải Phòng có 26 điểm và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của Hà Nội với 4 điểm ít hơn. Xuôi dòng xuống dưới bảng xếp hạng, đó là trận chung kết ngược trên sân Thống Nhất giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định. Thêm một lần nữa thì đại diện của thành phố mang tên Bác lại gây thất vọng và họ nhường nụ cười thoát hiểm cho đội bóng Thành Nam. Đón tiếp Nam Định trên sân nhà, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trình diễn bộ mặt kém thuyết phục trong cuộc đua trụ hạng. Sau khi không thể tận dụng cơ hội, đội bóng thành phố mang tên Bác để thủng lưới ở phút 40 từ pha ghi bàn của Trần Mạnh Hùng bên phía Nam Định. Sang hiệp 2, các học trò của tân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành đội bóng áo trắng. Mặc dù vậy, chiến hạm đỏ không thể nào xuyên phá được màn lưới thủ môn Đinh Xuân Việt và chấp nhận thua trận 0-1. Kết thúc vòng 15 V-League, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đứng áp chót với 12 điểm. Trong khi đó, Nam Định đã vươn lên đứng thứ 9 với 16 điểm. Cũng ở vòng 14 nhưng là ở giải hạng nhất quốc gia. Sau những màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây, câu lạc bộ Long An trở về sân nhà với quyết tâm rất lớn đón tiếp đội bóng Phù Đổng. Và khác với việc bị cầm chân ở lượt đi, lần này đội chủ nhà đã dội một set tennis vào lưới đội khách và họ tiếp tục vươn cao trên bảng xếp hạng. Đón tiếp Phù Đổng trên sân nhà ở vòng 14 V-League 2, Long An đã cống hiến cho khán giả một trận cầu vô cùng mãn nhãn. Ngay từ phút thứ 9, tiền đạo Trần Ngọc Phương đã khai màn bữa tiệc bàn thắng bằng một cú đánh đầu. Ở thời gian còn lại, cầu thủ mang áo số 19 tiếp tục thi đấu thăng hoa và có cho mình cú hat-trick. Trong khi đó, những đồng đội như Phan Tấn Tài, Phan Nhật Thanh Long hay Dương Anh Tú, mỗi người cũng một lần điền tên mình lên bảng tỷ số. Đội khách Phù Đổng chỉ ghi được 2 bàn trong trận đấu này với các pha lập công của Bùi Anh Thống và Trần Vương. Thắng trận 6-2 và cũng là trận thắng đậm nhất kể từ đầu mùa. Long An có 20 điểm và vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi đó Phù Đổng rơi xuống thứ 9 với 15 điểm. Trong một diễn biến khác, hai đội bóng đứng giữa bảng xếp hạng là Huế và Cần Thơ đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Đội khách Cần Thơ là những người vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Hồ Trường Khang ở phút 24. Sang hiệp 2, Nguyễn Văn Trọng giúp Huế đưa trận đấu về vạch xuất phát vào phút 71. Chia nhau một điểm trên sân vận động Tự Do, Huế hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 19 điểm, trong khi đó Cần Thơ xếp ngay bên dưới với 17 điểm. Sau khi chứng tỏ sức mạnh vượt trội tại cúp quốc gia bóng đá nữ Việt Nam, thì khi bước sang giải vô địch bóng đá nữ, hai câu lạc bộ là Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 tiếp tục cho thấy sự vô đối của mình. Cả hai chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 2 với hai trận toàn thắng và hiệu số cũng bằng nhau. Muốn vượt mặt Hà Nội 1 trên bảng xếp hạng, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi phải giành được trận thắng đậm trước đội bóng đàn em Thành phố Hồ Chí Minh 2 và cơ hội đã đến với họ từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 2, từ một tình huống tấn công, Ngọc Bích đã có bàn thắng mở tỷ số cho Thành phố Hồ Chí Minh 1. Liên tiếp trong khoảng thời gian sau đó, khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh 2 đã nhận một sức ép cực lớn đến từ các học trò của huấn luyện viên Kim Chi. Kết quả sau 45 phút hiệp 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã ghi thêm 4 bàn thắng nữa với các pha lập công của Hoàng Thị Nương, Hồng Nhung cú đúp và một bàn của Cù Thị Huỳnh Như. Dẫn sâu đến 5 bàn cách biệt, nên đầu hiệp 2 huấn luyện viên Kim Chi đã thay nhiều trụ cột ra nghỉ. Dù vậy, Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn là đội bóng chơi áp đảo hơn. Đến phút 90+2, Thùy Trang ấn định chiến thắng đậm đà 6-0. Như vậy, sau 2 vòng đấu, Thành phố Hồ Chí Minh 1 có được 6 điểm và hiệu số là 9, bằng với Hà Nội 1 nên chia nhau ngôi vị đầu bảng. Với kết quả này, nhiều khả năng hai đội bóng hàng đầu của giải nữ sẽ có trận đấu quyết định ở lượt đấu thứ 5 diễn ra vào ngày 16 tháng 9 để phân chia ngôi đầu bảng. Trận hòa 0-0 trong trận giao hữu với đối thủ U20 Palestine không khiến cho ban huấn luyện đội tuyển U20 Việt Nam cảm thấy phiền lòng. Thậm chí rằng đội khách sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam để chúng ta có một trận đấu kín nữa. Những thông tin đáng chú ý này cũng tạm thời khép lại thời lượng của bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian cho bản tin của chúng tôi và chúc quý vị có một tuần mới thật nhiều may mắn. Tối ngày 3 tháng 9 vừa qua, U20 Việt Nam đã hòa U20 Palestine 0-0 trong trận đấu tại sân Việt Trì.
Đây là cuộc đọ sức mà cả hai đội đều có rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, hai đội sẽ có thêm một lần chạm trán nữa vào ngày 6 tháng 9. Trận đấu này mang tính chất nội bộ nhằm phục vụ công tác chuyên môn của ban huấn luyện của hai đội. Do vậy, cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động không khán giả, cũng như không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông báo chí. Trận đấu sắp tới sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với U20 Việt Nam, khi huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có sự bổ sung 10 cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng nhất và V-League. Những cầu thủ này sẽ có cơ hội hòa nhập với lối chơi chung của đội trước ngày lên đường sang Indonesia để tham dự vòng loại U20 châu Á 2023. Dự kiến sau 2 ngày tập luyện, toàn bộ 10 cái tên kể trên sẽ được huấn luyện viên Đinh Thế Nam ghép nối với phần còn lại của U20 Việt Nam và tung ra sân ở trong trận đấu giao hữu kính với U20 Palestine. Trận đấu vẫn sẽ diễn ra tại sân vận động Việt Trì để hai huấn luyện viên có thể thoải mái áp dụng những tính toán thử nghiệm của mình. Đây là một trận đấu cực tốt để cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam có cách nhìn trực quan nhất để đánh giá rõ năng lực của từng cầu thủ trước khi tính toán làm mới đội hình U20 Việt Nam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.